Bật chức năng này của điều hòa hóa đơn tiền điện sẽ giảm mạnh. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Nhiều người nghĩ khi sử dụng điều hòa, bật chế độ quạt gió sẽ khiến hóa đơn điện tăng chóng mặt, mà không biết rằng nếu biết cách sẽ tiết kiệm một khoản tiền điện kha khá. Giữa những ngày thời tiết 39 đến 40 độ C, điều hòa trở thành vật giúp người dân chống chọi với cái nắng nóng thiêu đốt. Kèm theo đó, cuối tháng hóa đơn tiền điện tăng chóng mặt. Nhiều người chọn mua điều hòa inverter, thậm chí còn truyền tai nhau các mẹo vặt như bật chế độ dry, chọn đúng công suất với diện tích phòng để tiết kiệm điện. Song ít người biết ở mỗi điều hòa còn có chức năng quạt gió, mà nếu bật lên sẽ tiết kiệm được điện năng kha khá. Theo chuyên gia điện máy, chế độ quạt gió được tích hợp trong hầu hết các dòng điều hòa, có chức năng điều hòa không khí. Chế độ này giúp không khí trong phòng được lưu thông nhanh chóng, thông thoáng hơn. Khi bật chế độ quạt gió sẽ tránh hiện tượng quá tải trên điều hòa. Theo đó, chế độ quạt gió không những giúp cải thiện hiệu suất mà còn giảm khối lượng làm việc của điều hòa. Không dừng lại ở đó, chế độ này còn góp phần giúp lưu thông không khí. Tuy nhiên, nếu để điều hòa chạy liên tục thì khả năng cao hiệu suất máy giảm, dẫn đến các động cơ bên trong phải hoạt động liên tục và gấp đôi nỗ lực hiệu suất, dẫn đến điều hòa nhanh bị hư hỏng. Ngoài ra, bật chế độ quạt gió trên điều hòa thì máy nén ngừng hoạt động nhằm cung cấp không khí mát và thông gió, giảm bớt điện năng tiêu thụ đáng kể. Chưa kể, quạt gió ở điều hòa còn giúp lưu thông một lượng không khí trong nhà, tạo cảm giác thoải mái, thoáng mát, không bị ngột ngạt. Chế độ này được tích hợp trên điều hòa có khả năng cung cấp năng lượng làm mát mà không cần máy nén hoạt động, thế nên sẽ sử dụng tối ưu nhất vào buổi sáng hoặc buổi tối muộn. Vì vào những khoảng thời gian này, nhiệt độ ngoài trời mát mẻ, quạt có thể cung cấp cho căn phòng không khí mát đáng kể mà không cần sử dụng chế độ làm lạnh gây tốn kém điện năng. Theo chuyên gia, thời gian thích hợp để sử dụng chế độ quạt gió trên điều hòa là khi không khí trong phòng đã được làm mát trước đó. Ví dụ như, điều hòa đang ở chế độ cool đến khi nhiệt độ trong phòng đã dịu đi, người dùng cảm thấy thoải mái thì có thể chuyển sang chế độ quạt gió. Nếu người dùng cảm thấy nhiệt độ trong phòng tăng cao thì lại chuyển qua chế độ cool để làm mát không khí. Chuyển đổi linh hoạt giữa hai chế độ trong khoảng thời gian hợp lý sẽ giúp tiết kiệm điện năng đáng kể. Song, khi sử dụng chế độ quạt gió ở điều hòa cũng cần lưu ý đóng kín tất cả các cửa để khí lạnh bên trong không thoát ra ngoài. Chỉ mở chế độ quạt gió khi nhiệt độ mát trong phòng đã đạt đến mức tối ưu để không khí được lưu thông tiết kiệm điện năng. Chế độ quạt gió có 4 tốc độ: tự động, mát nhẹ, mát vừa và mát nhiều. Theo đó, quạt điều hòa càng lớn thì điện năng tiêu thụ tăng, máy hoạt động càng ồn và da người dùng bị khô. Do vậy, khi sử dụng cũng cần điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu. Đặc biệt không nên sử dụng chế độ quạt gió quá lâu bởi nó chỉ giúp điều hòa không khí, trong khi đó khả năng làm mát kém, điện năng tiêu thụ nhiều hơn quạt điện.